Dạ em tên là Trương Thị Kim Ngân, năm nay em 34 tuổi. Em đang làm cho công ty sản xuất bột ngũ cốc Kim Quy Long. Em thì có chơi TikTok, thành ra có nhiều cái đoạn nó hơi vui vui á. Thành ra em muốn hát về cái nơi hiện tại em đang ở. Rồi, mời em. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm nên em quyết định em ở Tiền Giang. Tiền Giang vẫn còn xa lắm, về Long An em ở ngay Đức Hòa. Được, dễ thương. Hiện tại là em đang ở Đức Hòa. Đức Hòa là Long An hả? Dạ. À, rồi mời bạn trai giới thiệu về mình. Chào ông Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Lương Hiếu Nghĩa, hiện 32 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là tài xế xe tải cho công ty người Pháp, làm ở quận Nhất. Em làm quận Nhất hả? Rồi tối ở quận Nhất luôn hả? Dạ không, em ở em về Tân Phú. Tân Phú thì đi qua Đức Hòa cũng gần à? Dạ. Thôi cũng hợp lý rồi. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về ưu khuyết điểm đi. Mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em là em nấu ăn rất là ngon. Còn khuyết điểm của em là em chỉ nấu được món chay à, tại vì gia đình em ăn chay trường. Thành ra món mặn em nấu, ảnh ăn được thì ảnh ăn, còn họ ăn không được thì chắc ra ngoài ăn. Chứ giờ sao giờ? Dạ. Chị hỏi nè, lý do tại sao em ăn chay trường? Dạ em ăn chay trường là tại vì lúc trước á, em ăn hải sản hay bò, gà, bất cứ cái gì em cũng hay bị dính da. Lúc trước chị mà gặp em là chị không có nhìn em đâu, em xấu lắm. Nhờ ăn chay trường nên mới đẹp đúng không? Dạ, nhờ em ăn chay trường em thấy em đẹp hơn, có lẽ là nhờ vậy em cũng tự tin hơn, chứ hồi đó em nhút nhát lắm. Em ăn được bao lâu rồi? Dạ em ăn khoảng 13 năm. Hay dữ vậy đó, 13 năm luôn rồi. Dạ. Anh ơi. Nghe. Dạ anh ở bển, ví dụ như mà mình mà quen nhau vậy đó, rồi có đi ăn chung á, anh ăn chay được không anh? Không biết anh ăn chay được không, chứ anh một tháng 20 ngày anh không có ăn mặn. Ủa vậy được rồi, vậy là mình hợp á anh. Rồi vậy là cũng trùng hợp rồi ha. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em thì biết chụp hình quay phim, biết nấu ăn chút chút. Còn khuyết điểm của em thì cũng hơi nóng tính trong công việc. Rồi tình trường hai bạn sao? Dạ em thì từ nhỏ tới lớn luôn, em chỉ có thương ba em thôi. Em chưa thương người đàn ông nào khác hết. Chưa có một mối tình nào luôn? Dạ chưa. Mà không lẽ giờ suốt mười mấy hai chục năm không có được một cái mối tình nào, không có để ý một anh chàng nào? Dạ. Rồi cũng không có ai đeo đuổi em sao? Dạ có người đeo đuổi mà nhỏ hơn thì không có cho em cái sự an toàn. Tại vì em thì mẹ em nói ở nhà ba em hiền lắm, còn chị em thì khờ lắm, mình ra con gán con gồng đi con. Cái em cũng chu toàn cho ba với chị em quen rồi, đâm ra cái người bạn mà nhỏ tuổi hơn em á, quen muốn quen em á, thì em làm cả cảm thấy cái người đó họ không có cho em lòng tin để mà có thể em dựa vào. Nhưng mà giờ em gặp đàn ông rồi em có rung động không? Em gặp ai em có xao xuyến, hay là em xem phim tình cảm rồi em thấy tình yêu, em thấy người ta nắm tay nhau hôn nhau, em có sợ trong người em nó có? Dạ có chị, em con gái 100%, em con gái 100%. Em thấy cảnh em vẫn thích mà. Mà thật vậy là hồi đó giờ là chưa có hôn lần nào hết? Dạ chưa. Nắm tay cũng chưa. Chưa luôn. Nắm tay đàn ông luôn. Dạ. Rồi, chị hy vọng hôm nay em trai sẽ có được cái cảm xúc đầu đời nha. Dạ em thì cũng chưa có mối tình dắt dài. Hả? Không có luôn hả? Dạ không có luôn, tại vì công việc của em thì sáng đi làm mà chiều em chỉ biết về cái phòng trọ của em thôi, chứ ngoài ra em không biết ai. Rồi là em cũng chưa hôn nụ hôn đầu đời luôn hả? Dạ chưa chị. Rồi biết hôn không? Để chưa hôn sao biết hôn chị? Rồi bây giờ là mình quen rồi, vậy mình chưa có mối tình nào thì mình có định là nghiêm túc và lấy vợ không? Quen bao lâu thì đám cưới? Khoảng 6 tháng đến 1 năm chị. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Rồi lấy về thì ở đâu? Dạ thì ở chung với ba mẹ. Rồi cái mẫu người mà em mong muốn tìm là người như thế nào? Nói chung là hiếu thảo với gia đình, biết cư xử hòa đồng với mọi người là được. Rồi cái ngoại hình? Ngoại hình thì cũng không mập lắm mà cũng không ốm lắm. Rồi gì nữa, có cái gì không thích ở người phụ nữ nữa không? Bận đồ hở hang. Ta bận đồ hở hang chút cho nó đẹp, nó tươi mát. Anh ơi chưa chắc hở hang là không đàng hoàng nha anh. Tại hở là cỡ nào đâu, ví dụ như anh ta cỡ nào là hở, cái hở của mình là cỡ nào? Nói chung là ra đường bận đồ mà ở đằng trước thì kính, ở đằng sau thì nguyên cái lưng thấy hết. Là không được. Là không được. Như một nút hở được hay hai nút hở được? Một nút được. Một nút thôi ha. Dạ. Còn mặc váy hở hở thì sẽ tới đâu được.
Dạ thì ngoáy đừng có ngắn quá. Ngắn quá em thấy tới đâu? Tới đầu gối hay tới đây hay là... Ngắn sát đây là không được. Cỡ tới đầu gối, ngang gối này là đẹp. Ngang đây là... được đúng không? Dạ đúng rồi. Xẻ lên tới đây được không? Dạ không. Xẻ khúc được không? Dạ không. Không luôn, không, không xẻ luôn. Không xẻ luôn. Rồi thôi được rồi. Được. Đó là cụ thể. Mặc váy lơ qua đầu gối chút được nhưng không xẻ. Dạ dạ anh. Dạ. Tiền Giang quê huyện nào em? Dạ em ở Mỹ Tho. Mỹ Tho. Dạ. À, cái tiêu chí tìm bạn đời của em như thế nào? Dạ em là người chú trọng vô gia đình. Em muốn cái người bạn trai đó đó là phải biết quan tâm người lớn tuổi. Ừ. Tại vì nhà em thì bây giờ mẹ em mất rồi, em chỉ còn ba thôi. Rồi. Em rất thương ba em, thành ra là em muốn cái người đó cũng phải thương ba em. Nếu họ thương ba em như thế nào, em sẽ thương gia đình họ lại như thế đó. Cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao, dạ. Mập, ốm như thế nào? Dạ, nếu mà người con trai đó cao trên 1m65 thì tốt. Ừ. Dạ, còn mập ốm không sao, về mình dỗ được anh. Dỗ được đúng không? Dạ được. Anh thấy bên đây anh hiền, anh dễ thương. Nhưng mà cũng gọi là gì? Gia phong lễ giáo đó nha. Dạ không sao anh, tại anh thấy em đây em lanh lanh gì chứ về nhà em hiền khô à. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị ruột và ba em. Dạ chào chú. Chào Quyền Linh. Dạ. Dạ chào Cát Tường. Dạ chào chú. Quý vị khán giả ở khán phòng hôm nay. Tại vì ở ngoài đời tôi không biết nó là sao, nhưng mà về nhà trong mắt của tôi nó chỉ là đứa bé. Dạ. Chú có mong ngày mà con chú coi như yên bề gia thất không chú? Có nghĩ chứ. Nhưng mà con mình thì mình đâu có ép. Nó thích đâu thì mình chấp nhận đó thôi, chứ mình cũng không ép được. Nãy giờ chú trao đổi thì chú nhận xét là bạn trai bên kia là như thế nào? Thì thấy thì cũng được rồi đó. Không biết là hai em nó có hợp với nhau không. Cái đó là do duyên số thôi, với lại do cặp mắt của tụi nó. Chứ đối với tôi thì cũng được rồi. Rồi, em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, với cháu kêu bằng cậu, với hai đứa em. À có mẹ ở Bình Định ha. Dạ chào con, dạ chào cô. Chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Dạ chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi mẹ của Nghĩa từ Đồng Tháp đến đây. Thì hôm nay thì thấy hai cháu nó vậy thì cũng xin phép bên đàn gái. Thì cũng cho phép hai cháu nó được kết bạn tìm hiểu nhau đi, rồi cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau, đừng tiến đến xa hơn cho gia đình hai bên được vui. Dạ. Rồi. Bây giờ sẵn thôi, giờ cô với chú mình bắt tay mình gặp nhau, biết đâu sau này mình ông bà xui hết ha cô. Mời chú. Đại diện nhà gái với bên đây là đại diện nhà trai. Dạ. Nói thẳng ra là anh xui bà xui nha. Xin lỗi là mình bổ khuyết thêm. Là bởi vì mình cũng ăn chay trường là năm 90 tới giờ. Yeah. Cho nên cái việc mà ví dụ tiếp đãi xui gia mà bên mặn thì chắc cô không được chu đáo. Yeah. Thì tới chừng đó thì ví dụ mà con có về được nhà cô thì con cũng gánh vác việc đó tiếp cô ha. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Yeah. Rồi. Dạ. Rồi, hai bạn mở rào gặp mặt nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube và mối hẹn hò cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Quà tặng anh. Dạ cảm ơn. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ rồi, em này công ơn. Anh tự làm từ 1 giờ sáng. Dạ, tự làm hả? Ồ. Chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cho anh hỏi là như tỷ bây giờ nếu mà sau này mình có tiến tới xa gần em có ngại làm dâu không? Dạ không anh, tại vì mẹ em cũng từng làm dâu. Dạ mẹ em có dạy em rồi, nói con gái mình làm dâu thì mình phải thương ba mẹ chồng giống như là ba mẹ ruột. Thành ra là cái vấn đề làm dâu thì chắc chắn em tự tin em làm được. Dạ anh thấy em sao? Anh thấy em được. Có hở hang quá không? Dạ. Không, cái này là mình đi chương trình anh. Không kệ đi, bây giờ vậy đó. Vậy là có hở hang lắm không? Nói chung là được chị. Được. Nhưng mà hả? Đi ra đường nhớ mặc áo phát vô cho em là được. Trời ơi, ta bận gì cho đẹp, nhiều người nhìn chứ tự nhiên bận áo phát vô, bận vậy chi? Phong cách bình thường của em nó không có vậy anh ơi. Phong cách bình thường em nó bình thường lắm. Em có thể mặc đồ lam đi chùa này nọ rồi bình thường lắm. Chỉ có cái hôm nay quay chương trình mình mặc đồ cho nó đẹp đẹp chút xíu. Rồi bây giờ anh đứng lên đi. Chưa có mối tình nào phải không? Bên đây chưa có nắm tay ai lần nào. Bây giờ nãy giờ mình nói chứ mình cũng không biết là tim mình có rung động hay không. Giờ tạo cho hai bạn một cái cơ hội nha. Mình nắm tay nhau. Sao anh rung dữ vậy anh? Đó, cảm nhận. 30 giây mình nhìn thẳng vào nhau và mình nói, mỗi người nói một câu thôi. Cảm xúc của mình về người đối diện như thế nào, hay là bản thân mình hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì. Em chân thành. Thì em nói thiệt, hồi đó giờ em cũng không có để ý ai, em cũng chưa có rung động với ai bao giờ hết trơn. Nhưng mà nếu mà thật sự mà anh có thể mà
đáp ứng được những cái mà nãy giờ em đưa ra thì có lẽ là em sẽ là người chung thủy. Em bảo đảm cho anh điều đó. Anh cũng hứa với em chắc chắn là những cái em nói ra anh làm được. Dạ vậy được rồi anh. Bây giờ mình hãy đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Đó. Nắm tay thấy sao, cảm giác sao? Thấy thích không? Thích anh. Thích hả? Rồi bây giờ mình làm thủ tục đi. Xin phép bác trai. Dạ, con xin bác cho con hôn em. Em tên là Nguyễn Duy Hùng. Năm nay là em 29 tuổi. Quê gốc là ở Quảng Trị. Sinh ra ở Đồng Nai. Lớn lên ở Bà Rịa Vũng Tàu. Trải qua thời học sinh và sinh viên là ở Sài Gòn. Và bây giờ là đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Năm tỉnh rồi ha. Coi như là tùm lum các nơi luôn ha. Dạ. Bạn làm công việc gì? Dạ, công việc của em hiện tại là kỹ thuật trại heo, là phụ trách về chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng điều trị bệnh, vệ sinh. Mình nuôi nhiều hết anh, bao nhiêu con? Dạ, khoảng 8.000 con chị Thương hả? Ôi trời, cái này lúc mình nói kỹ lại vụ này nha. Dữ vậy ta. Rồi dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh ạ. Chào em. Và các vị khán giả. Dạ, em là Lê Thị Nhi, em sinh năm 90 ạ. Quê em ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Hiện tại là em làm tư vấn bảo hiểm ở ngân hàng SCB. À. Dạ, hiện tại là em ở quận 7 ạ. Rồi, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung là em giao tiếp tốt và em tự tin, độc lập đấy chị. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là hay quên á anh. Nhiều khi em không biết là em lỡ mà em có sanh, không biết em có quên mất chồng của em luôn á. Em quên vậy là em phải đi kiểm tra đó, nếu quên nhiều quá mà quên sau này có quên chồng luôn là mệt lắm luôn á. Dạ, không sao anh. Em ưu điểm là nhớ tốt. Nhớ tốt. Dạ, điển hình như là em là fan của chương trình. Em coi từ tập số 1 cho đến bây giờ là tập 429. À. Rồi hết luôn vậy đó hả? Tập số 1 thì được phát sóng vào ngày 1 tháng 12 năm 2013. Bây giờ em có thể giải thích cụ thể cái công việc của em là làm gì trong cái trang trại nuôi heo đó? Dạ, công việc cụ thể là mình cho ăn. Quản lý về mầm bệnh, môi trường xung quanh, chuồng trại, đỡ đẻ heo. Đỡ đẻ heo. Hả? Làm khâu đỡ đẻ heo anh. Đỡ đẻ heo hả? Dạ. Có như vậy em ăn ngủ luôn với heo luôn rồi. Dạ, có một cái kỷ niệm ăn ngủ với heo của em rất là thú vị như sau. Vào một đêm mà mưa gió nó nhẹ nhẹ, thì em được phân công đi trực. Đợi lâu quá, nó cũng hơi buồn ngủ. Thì nằm sát bên con heo và ôm con heo ngủ tới sáng. Nói chung là ôm heo ngủ nó cũng ấm thiệt. Ôm heo ngủ trong trời nó đẻ luôn hả? Dạ, sáng ra là thấy bầy heo con rồi anh. Thôi vậy hả, đi đỡ heo ngủ luôn, sáng thấy bầy heo con luôn. Thôi được rồi, giờ qua chuyện heo đi. Bây giờ tới chuyện tình yêu nè. Mình trải qua mấy mối tình rồi anh Hùng? Dạ, em có rất là nhiều mối tình chị ơi. Nhưng mà chính thức thì có một mối tình. Bao nhiêu năm? Và dạ hơn một năm. Và lý do chia tay thì là khoảng cách quá xa. Xa là ở đâu anh? Bạn ấy ở Đắk Lắk bạn ơi. Bạn gái thì mình có mấy mối tình rồi em? Nhi? Dạ em cũng giống bạn Hùng là cũng có nhiều mối tình. Nhưng mà chỉ có hai mối tình là nghiêm túc. Chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay lâu lắm rồi chị. 4 năm. 4 năm? Dạ. Vậy trong suốt 4 năm đó mình không có ai đeo đuổi mình sao? Mình không có dạ, chọn được ai? Dạ cũng có nhiều với chị. Nhưng mà em cũng có quen, nhưng nói chung là không chính thức ạ. Rồi bây giờ là muốn lấy chồng chưa? Dạ bây giờ là cũng hơi muốn rồi chị. Hơi muốn rồi ha. Mẹ em nói là chỉ cần giới tính nam là được rồi. Bây dạ. Giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ chỉ cần là không hói, không hô, không bụng bự là được rồi chị. Coi kiểm tra dạ. Coi hói hả? Có không? Không, không.
Không. Tóc đầy đủ. Đầy đủ đúng không? Dạ. Rồi, không có bụng bự luôn, bụng nhỏ luôn, không có gì hết. 6 múi luôn anh. Hả? 6 múi luôn. 6 múi luôn. 6 múi luôn hả? Ghê vậy. Ồ, ồ. Chưa có tập tà mà bây giờ nó dồn lại còn mấy múi rồi chị dạ, ơi. Dạ, biết lo lắng cho gia đình. Theo người ta còn lo được mà được. Có yêu cầu gì em ơi, yên tâm. Dạ, là... Có yêu cầu gì cao cao hơn xíu nữa. Yêu cầu gì cao cao hơn xíu nữa. Có cao hơn xíu nữa. Nếu mà quen bạn gái á, thì không được nhắn tin với người khác. Nói chuyện thông minh, hài hước một xíu. Nãy giờ anh thấy anh hài hước không? Dạ cũng chưa bằng em anh ạ. Chưa bằng em. Dạ không sao anh. Anh đến với chương trình là qua rất là nhiều thách thức ha. Thì duyên thì có rồi đó. Nhưng mà bây giờ anh sẽ cho em thấy được thế nào là số. Qua một cái bài thuật toán về tình yêu như sau. À. Dạ. Sau đây là có hai tờ giấy ha. Rồi. Ví dụ như em thích số nào thì em điền một số vào đây. Rồi. Đây anh Linh gửi cho bạn nữ và điền một số bất kỳ từ 1 đến 9. Em thích điền số nào em điền vô đây? Từ 1 tới 9. Từ 1 tới 9. Một số từ 1 đến 9 là rồi. Được em. Rồi bây giờ em ơi. Dạ, em nghe anh ơi. Ở đây là anh và em là có hai người nha, em lấy cái số đó em nhân cho 2. Dạ. Rồi. Ra được kết quả thì ở đây là có thêm anh Linh và chị Tường thì em cộng thêm cho 2 và em nhân thêm cho 5. Hả? Gã gì? Rồi em cho biết cái số kết quả cuối cùng khi mà nhân cho 5 là bằng bao nhiêu vậy em ơi? Rồi. Là bằng bao nhiêu vậy chị Tường? 80. Dạ 80. Vậy là bạn nữ ghi số 7 đúng không em ơi? Dạ bạn đúng rồi số... anh ạ. À. Bạn nữ ghi số 7 đúng rồi. Bạn nam cũng ghi số này luôn. Tức còn bạn này ghi trước hay ghi bạn sau? Bạn này ghi trước nè. À. Bạn này ghi số 7 tức là hai người có gọi là tâm đầu ý hợp với nhau. À. Hai người đều số 7 hết. Rồi. Thôi bây giờ em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào em gái? Dạ, nói chung là tay chân sạch sẽ không có bị dơ đó anh. Rồi người ta nuôi heo người ta phải rồi, có. Rồi coi coi giờ xè tay coi nhiều khi nuôi heo rồi có sạch sẽ không? Đây. Tay gì được sạch ha, sạch chân sạch. Thì mang dài không thấy, quần áo tươm tất sạch sẽ. Dạ, cảm ơn chị. Có mùi heo gì không? Dạ tất nhiên là không ạ. À. Đủ chưa? Dạ đủ rồi. Thơm tho sạch sẽ. Dạ. Ủa mà em trai ơi, chị chưa hỏi em là thí dụ như em muốn bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Dạ dự định của em là trong vòng 1 năm chị ơi. Nhà lấy nhau về rồi vợ mình sẽ sống ở đâu? Dạ theo dự định của em thì sẽ sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi là... có heo không? Dạ kế hoạch là 3 năm nữa thì mình mở cái quầy thuốc. Và 5 năm thì mình sẽ xây dựng cái mô hình gọi là VAC anh Linh. Tức là chuồng trại đó đúng không? Dạ vườn ao chuồng. Nói chung là cuộc đời gắn bó với heo, em đồng ý không? Nhà em cũng nuôi heo mà chị. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy được quá rồi. Ok, vậy bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với sếp của em, với em gái, em trai và bạn. Rồi, cho chị gặp đại diện bên nhà gái đi ạ. Ai sẽ là người phát biểu ạ? Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và tất cả các anh chị dự trong khán phòng ngày hôm nay. Rồi, chào em. Qua những gì mà bạn trai này nói chuyện á, thì chị cảm thấy là bạn khá là thực tình và có một cái định hướng cho tương lai khá là tốt, chuẩn. Mình tạo cơ hội đi cưng ha. Dạ. Rồi. Dạ, hôm nay thì em đi với cô bạn thân. Bạn thân đúng không? Cậu bạn thân và em ruột. Rồi, chào em. Em chào chị Cát Tường, chào chị anh Quyền Ninh ạ. Chào mọi người. Em là bạn của anh Hùng. Thì anh Hùng là một người rất là tốt bụng ạ. Và khá hài hước. Em thấy bạn gái bên đây thì khá xinh xắn anh Hùng. Rất dễ thương. Cũng được các anh. Rất là hợp với anh đó. Được okay. Anh. Ok, cảm ơn nhiều. Đồng ý ha. Dạ. Rồi, đó là chỉ là ý kiến người thân thôi. Cái chính vẫn là hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Mở hàng rào ra. Rồi. Xin chào em. Đầu tiên thì gặp anh có món quà nhỏ ha, nhưng mà có ý nghĩa rất là to. Dạ. Em cứ mở quà ra từ từ thì anh sẽ giải thích từ từ những cái ý nghĩa của các món quà. Dạ. Gì mà hồi hộp quá vậy, ông này cũng hồi hộp quá. Ở trong đây thì có một cái gọi là lá thư tình anh viết cho em ha. Rồi, đọc lớn lên luôn em. Thư gửi vợ tương lai của anh. Thật ra tình yêu đơn giản lắm. Nhớ thì hẹn hò gặp nhau. Đi đâu làm gì nói cho nhau một câu. Vất vả khó khăn thì cùng nhau vượt qua. Nghĩ đến đến nhau mà giữ mình chung thủy. Động viên khích lệ nhau. Cố gắng trong cuộc sống. Đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ. Tin tưởng và trân trọng nhau mỗi ngày.
Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều giản dị và chân thành nhất. Còn nhiều quà lắm em, coi hết luôn em. Dạ. Cái này là cái nhánh hoa hồng ha. Anh đã mạ vàng nó, anh tặng cho em. Dạ. Biểu hiện cho tình yêu của anh với em là mãi mãi trường tồn. Có vàng thiệt không em? Dạ, nó màu vàng thôi chị. À. Còn gì nữa không? Còn cái gì nữa kìa? Đó, tiếp. Ở đây là có kèm theo là các cái hộp son ha. Thì với anh á, là quan niệm là con gái sinh ra là được yêu thương và chiều chuộng, là cứ đẹp là được. Rồi còn nữa, chưa hết, nhiều lắm. Ồ, một cái đồng hồ xinh xắn. Còn cái đồng hồ nó có ý nghĩa là khi mà yêu nhau á, thì anh với em nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn. À, cũng ga lăng dữ ha, mới gặp mặt mà quà quá trời quà. Dạ, em chuẩn bị rất là kỹ cho chị Tường. Chuẩn bị bao nhiêu lâu mới được như đó vậy em? Em chuẩn bị hơn một tháng đó anh Linh. Em cảm nhận như thế nào về món quà của ảnh ngày hôm nay? Rất là công phu chị. Đấy là cái duyên mà hai bạn gặp nhau đấy. Bây giờ dạ. Thì hai bạn sẽ trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu đi. Em đi làm thì công việc hiện tại thì cuối tuần em có được rảnh không? Dạ cuối tuần em rảnh. Cho em hỏi là mẫu người của anh là như thế nào? Mẫu người của anh thì như em là được. Hay okay. Quá, tôi chờ chốt câu hay thiệt luôn. Không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Có một chút đó là thật thà, cũng hài hước ạ. Bây giờ có một vấn đề đặt ra cho đơn giản cụ thể nè. Nếu như đêm đó em trực mà có 100 con heo chuẩn bị đẻ, sếp giao cho em phải canh 100 con heo đó đẻ, và đêm đó vợ em đẻ. Cũng đẻ. Vậy thì bài toán đưa ra làm sao? Không, vậy thôi anh Linh. Thực chất ra cái lúc mà vợ đã thì mình phải có trách nhiệm. Lúc đó mà vợ đã đi thì ok, em sẵn sàng xin nghỉ để mà em lo cho vợ. Heo đẻ kệ heo, được. Không, heo thì có công ty, có quản lý người ta lo. Mình không việc gì phải lo. Vậy đi, cụ thể vậy đi cho nó gọn. Rồi bây giờ tỏ tình bạn gái nè, đó. Thể hiện tình cảm của mình ha. Mình làm gì đó, mình nắm tay cổ cho muốn làm anh, gì đó. Xin được nắm tay của em ha. Không biết là em đến đây là có mệt hay không? Dạ, đổ mồ hôi á, hơi nóng. Đổ mồ hôi, chắc hơi mệt ha. Dạ. Nãy giờ chạy trong tim anh hoài mà sao không mệt được. Dạ. Nãy giờ chạy trong tim anh hoài mà sao không mệt được. Để thể hiện tình cảm thì anh sẽ hát một bài nữa ha. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giờ, thức giấc chung một giây. Em dối quá. Em xin hát cái bài khác ha. Nữa hả? Rồi tiếp đi em, sân khấu này là của em luôn. Khi màn đêm buông xuống, từng bước chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quên lãng, trốn giao đi vết đầu ngày tháng, đã nắm giữ trong tay để rồi tan tần theo khói mây. Dưng dưng đôi bàn chân vẫn trong mong tình yêu về đây. Thôi mới gặp nhau gì khói mây gì vậy. Em thấy người đối diện thế nào? Em thấy rất là thích. Thích không? Dạ. Tim có rung động không? Có, đập phình phịch nãy giờ luôn á. Em có nghĩ cô gái ngồi trước mặt là một nửa yêu thương của mình không? Điều đó là chắc chắn rồi. Chắc chắn. Rồi dạ. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi em, suy nghĩ thật kỹ. Anh Linh cho em đếm số nha anh Linh. Hả? Cho em đếm số nha. Rồi cho em đếm luôn đó. Anh đếm nha em. 3, 2, 1. Rồi hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Em gái dễ thương lắm á. Hôn một cái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau nè. Xin phép hết toàn thể gia đình bên nhà gái. Làm gì xin phép, làm gì tự nhiên xin phép không nhỉ? Xin phép để thể hiện cái nụ hôn đầu tiên, thể hiện cho buổi hẹn hò anh và em quen nhau. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Rồi. Không mẹ em hả? Ai? Trời ơi sao nhỏ xíu trẻ măng vậy? Nhỏ ủa? Chào nhà gái. Nhỏ xíu vậy. Cứ để cái video trong cái đúng rồi. Xin chào đó. Anh Quyền Linh, chào chị. Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay. Em là mẹ của Minh Nguyên. Hôm nay đến từ Cần Thơ. Thì đến đây cũng nãy giờ quan sát thì thấy bạn trai lanh quá. Lanh. Bé này thì hiền lắm. Bé Nguyên nhà hiền, ít nói nhưng mà thương người, thích làm từ thiện.
Còn để bạn trai thì để Quyên nó cảm nhận. Thích làm từ thiện bữa nào đi chú Quyền Linh. Còn thích làm make up thì đi với nhà trai. Thật ra đó nhà trai rất là lanh, khéo việc mà. Đây là cái nghề mà chàng trai bắt buộc phải có. Bởi vì khi làm chủ nhiệm đoàn làm phim nó không đơn giản một xíu nào cả. Chúng ta lo từ ăn uống, bối cảnh, diễn viên, ăn ngủ, rồi ông đạo diễn làm phim thế nào, đến đó lo công an, lo quần chúng, lo đủ thứ, hàng trăm thứ lo. Và chính điều đó nhà gái rất cần nha. Bởi vì cô gái này rất là hiền, dạ. Cần cái sự bảo bọc. Đúng và rồi. Một cái kinh nghiệm từng trải, kỹ năng sống của nhà trai này. Nó Linh phân tích. Còn cái chuyện bên trong như thế nào thì chưa biết, nhưng mà về kỹ năng á, chàng trai này là số 1 đấy. Dạ. Nói về để cho nhà gái hình dung được đúng chủ rồi. Nhiệm đoàn phim là làm cái gì. Dạ. Nha. Dạ. À, có yêu cầu gì bên nhà trai không? Giờ để Quyên quyết định đi tìm hiểu. Nhưng mà thấy, nếu... thấy nhà trai thì sao được chị? Không? Thấy được không? Thì em thấy lành quá à. Em cũng không biết, cũng cần người lành như để cho Quyên cũng như buộc trừ qua vậy đó. Đúng mà bây giờ thì em thấy chắc cũng dễ thương. Thằng cha cũng cao ráo giống như yêu cầu của Quyên vậy à. Thì em thấy cũng được. Dạ. Lanh khác mà gọi là léo lắc khác nha. À, léo là, lắc là gì? Tức là lòn lách rồi lanh, tức là người ta vẫn còn hãy còn léo lắc, tức là nó có hơi xấu xấu một chút á, hiểu không? À. Lắc léo, léo lắc léo, hiểu không? Không hiểu lắm. Không hiểu hả? Ừ. Để làm xong đi tối rồi chứ phân tách cho nghe. Ok. Léo lắc léo nó phân tách có khi cả mấy ngày trời mới xong luôn. Ok. Nha. Ok. Ok. Ok, giờ hỏi người nhà của nhà trai đi chứ đi cái đi. Đó khó hiểu quá. Khó hiểu đúng không? Đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột á hả? Dạ không, em đồng nghiệp ạ. À rồi, đồng nghiệp làm chủ nhiệm luôn hả? Dạ. Không. Làm phó chủ nhiệm hả cưng? Em bỏ vô trong đúng không? Dạ em chào chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan. Em là em gái của anh Vũ Bảo, là em đồng nghiệp, em là diễn viên tự do. Hôm nay em đến với anh Bảo thì cũng mong là kiếm được bạn gái với anh. À vậy thôi. Ủa. Em thấy nhà gái của chị như thế nào cưng? Dạ chị bên đây xinh lắm. Thấy con nói hợp. Chung là ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Anh không chịu là em chịu đó. Chịu đó. Thật ra là cảm ơn em gái. Cô gái kia rất là xinh luôn á Bảo. Dạ. Ở đây nói chút xíu để nhà gái yên tâm. Là với Bảo thì là một cái người rất là chững chạc luôn. Nãy giờ Linh chưa biết rành về Bảo nhưng mà nghe cách kể chuyện, tức là Bảo yêu là yêu hết mình luôn. Yêu là hết, yêu bằng cả trái tim của mình luôn đó. Ha. Và một cái con người rất là nhiều cái kỹ năng sống luôn. Cái kỹ năng mềm cũng có, kỹ năng cứng cũng có. Thành ra là đây một chàng trai có thể rất là nhiều bản lĩnh luôn á. Thôi, còn cái gì thì Linh không biết. Hai người gặp nhau rồi mình sẽ biết nha. Nói chung là để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Bảo. Dạ. Anh chào em. Dạ, à, gặp nhau lần đầu thì anh có món quà anh tặng em. Dạ em có tặng dạ. Anh, em cũng có món quà tặng anh. À dạ. Dạ. Em tặng anh quyển sách mà em. Anh cảm ơn. Tựa gì vậy? Đọc cái tựa coi. Dạ, khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, quyển sách mà không ai không biết ạ. Dạ. Em ở Cần Thơ là em ở đâu nhỉ? Dạ, em ở quận Ninh Kiều. Thì gặp nhau lần đầu thì em thấy sơ qua về anh như thế nào? Thì cũng như mẹ em nói thì em thấy anh lanh. Thì như anh đã có chia sẻ, anh nói nhiều. Và nói chung là thứ gì trên đời này anh cũng nói được hết. Tại vì anh quan niệm rằng á, là khi mình nói ra là mình mới hiểu được nhau. Còn cái gì mình cứ giữ trong lòng á, thì mình lại không hiểu được nhau đâu. Không ai là sinh ra để dành cho nhau hoàn toàn cả. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương. Theo anh quan điểm đó là vậy. Nếu như mà mình có duyên hẹn hò được với nhau thì cái gì anh không dám hứa, nhưng anh dám hứa chắc với em là anh sẽ thương em cho tới khi anh còn có thể. Dạ. Quá dữ. Còn Bảo cảm nhận cô gái bên kia thế nào?
Cái đầu tiên thì em thấy bạn rất là xinh và hiền, kiểu như là ít nói á anh Linh. Dạ thì đây là ban đầu thôi, còn ban sau thì em chưa biết. Như chị Ngọc Lan ngày xưa gặp anh Bình cũng đâu nói gì đâu. Thôi dừng được rồi. Tới đó là chúng ta tắt live stream. Thưa quý vị, chương trình live stream đến đây đã kết thúc sau câu nói của bạn ấy. Đùa thôi quý vị ơi, không biết là cặp đôi này có bấm nút với nhau hay không thì xin mời quý vị chúng ta hãy xem số phát sóng sẽ được phát vào 17:50 thứ bảy hoặc là 22:30 thứ hai hàng tuần nha. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết thúc buổi live stream tại đây ạ. Chào khán giả đang xem live stream trên fanpage Bạn Nguyễn Hò nha. Rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay đi hai bạn. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi người thế nào, nói với nhau nghe đi. Anh trước ha, tại anh sẽ nói trước ha. Thì, theo anh á thì như quan điểm về tình yêu thì anh đã nói với em rồi. Không ai sinh ra là hợp nhau hoàn toàn cả, do mình thôi. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương, đừng nên giữ cái tôi ở trong tình yêu. Đương nhiên khi mà yêu nhau, mà khi mà hẹn hò thì cái tình yêu nó giống như là cái nồi lẩu Thái vậy đó em. Nó sẽ có chua cay mặn ngọt thì cái nồi lẩu nó mới ngon được, còn nếu nó ngọt không thì nó là nồi chè đó. Thì những lúc mà giận nhau á thì anh mong là em hãy nghĩ đến cái chuyện trân trọng nhau em nha. Phải trân trọng thì mới bền lâu được. Còn đối với em thì em cho rằng tình yêu nó như thế nào? Em nghĩ là trong tình yêu thì phải biết quan tâm và chia sẻ nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì nó còn nhiều thứ lắm. Tại vì quan tâm và chia sẻ thì bạn bè cũng là quan tâm chia sẻ được mà, đúng không? Anh có một tính, không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà anh rất là cưng chiều á. Không biết là em có ngại cái vấn đề đó không? Dạ không. Nhiều khi đi ngoài đường anh cũng coi như là con nít vậy đó. Dạ. Hẹn hò làm sao nè? Nếu như mà em, nhà em có mấy anh chị em? Dạ nhà em có một mình em. Một mình em vậy là chắc cô sẽ bắt rễ hả cô hả? Mẹ em thì có yêu cầu gì về con rể không? Cái đó anh hỏi mẹ em á. Không, tại vì á thật sự là anh thấy em khá hiền, kiểu như là ở nhà em luôn được mẹ bỏ bọc á, kiểu vậy. Còn ở bên ngoài thì như thế nào em chưa biết, có thể đây là lần đầu gặp thì em hiền. Yeah. Thì có thể như vậy thôi. Thật ra anh thấy là Bảo. Dạ. Em muốn chinh phục được trái tim bên kia thì em phải chinh phục được con người ngồi ở dưới kìa. Dạ. Mẹ rất là lo, bởi vì nãy mẹ nói là bạn Vũ hơi lanh quá ha, sợ có đôi khi mẹ nghĩ là anh sẽ ăn hiếp cô gái của mẹ ha này kia. Nhưng mà thật ra là em phải chinh phục được người ngồi dưới thì mới chinh phục được người ngồi trên. Dạ. Cô gái ngồi đối diện em còn rất là nhỏ nên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm hơn em. Dạ. Chính vì thế trong cuộc tình này thì anh nghĩ rằng em phải hoàn toàn chủ động và có thể chia sẻ bất kỳ điều gì như nãy em nói vậy trong cuộc sống cho cô gái kia. Vậy thôi. Dạ. Anh nghĩ thế. Bây giờ em làm sao để chinh phục được á, là bạn gái tin em sẽ yêu bạn gái suốt cả cuộc đời giống như vừa mới vào em hứa ngay từ đầu đó. Cho bạn gái yên tâm thôi. Em hẹn hò làm sao? Rồi tương lai sắp tới, thí dụ như em đến với cô gái này em sẽ làm gì? Ở Cần Thơ, ở Thành phố Hồ Chí Minh hay thế nào đó, em thử vẽ ra một cái dạ. Một cái tương lai để cô ấy có thể tin vào em. Thì đối với anh á thì anh cũng có một cái dự định riêng cho mình. Tại vì năm nay anh cũng sắp 30 rồi. Đó, thì sau này anh sẽ cố định ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tại vì cái công việc của anh thì như nãy anh đã nói rồi, phải là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh mới làm việc được. Anh sang năm sau thì anh sẽ dự định là mua nhà và mở studio tại đây. Dạ. Cho thuê các thiết bị quay phim. Và song song đó thì anh cũng có làm một cái team phim làm truyền thông ở trên mạng của anh, của riêng anh nữa, chứ không làm cho đoàn. Thì nếu như mà bên cô với lại em không có gấp á, thì cho phép anh 3 năm nữa anh sẽ xin cưới. Anh muốn ở độ tuổi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Em không có nhu em không có yêu cầu gì về anh hả? Em có nghe nói anh có hút thuốc á.
thì anh có thể bỏ thuốc được. Được, thật ra hồi xưa anh có bỏ thuốc, nhưng mà sau đó người đó bỏ anh cho nên anh lại hút thuốc. Thật ra thì anh đi quay anh cũng không có hút thuốc, tại vì có nhiều diễn viên người ta lại không thích mình hút thuốc. Mình hút thuốc cái người của mình nó hôi á. Và chắc chắn một điều là anh ở cạnh em cũng sẽ không hút thuốc. Bây giờ là công việc của Bảo á, thì thật sự ra là chị cũng làm cùng nghề, cho nên là chị cũng biết rất là rõ về thời gian. Dạ. Rất là khó để em có thể chủ động về mặt thời gian. Dạ. Thì hồi nãy giờ chị thấy là ông Mai ông hỏi rất là nhiều lần mà em chưa có đi vào trong vấn đề là hai bạn hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào với cái thời gian đó của em. Dạ thì em cái bộ não và trái tim của em nó riêng biệt. Tình yêu là nó dành cho trái tim, thì lúc nào khi đi quay về thời gian đó sẽ dành cho bạn gái và không có rep tin nhắn công việc, không có làm gì liên quan đến công việc cả. Còn một tháng thì em có thể em đi gặp 1, 2, 3 hoặc 4 lần, có khi rất nhiều lần cũng được, vì đối với em khoảng cách địa lý nó không có thành vấn đề gì Lan đó. Thì thật ra về Sài Gòn Cần Thơ cũng không phải xa lắm đâu. Dạ. Đường cao tốc cũng đã xong rồi, tới cuối năm nay thì cao tốc Cần Thơ cũng đã xong. Thật ra từ đây chạy chưa tới 2 tiếng đồng hồ, rất là nhanh. Với lại anh nói với Bảo nghe nè, thị trường điện ảnh của thành phố Cần Thơ cũng đang trên đà phát triển, và biết đâu chúng ta sẽ hướng về Cần Thơ thì sao. Còn bây giờ nếu như bây giờ em phải hỏi bạn gái xem, nhiều khi bạn thấy chỉ có một mẹ một con thôi thì làm sao lên thành phố Hồ Chí Minh ở đây được, đúng không? Dạ. Đó, cái này thì em phải gọi là nương theo gió mà đi nha em. Cái dự tính tương lai của em là chị thấy nó đang hơi trật với lại cái đó. Hoàn cảnh của bên này á. Dạ. Nên là hai bạn cần phải trao đổi cái này nhiều để chúng đúng ta không bị mất thời gian của nhau á. Đây là một cô gái đó còn ngây thơ lắm, rất là ngây thơ, nhưng nên mà là yêu là cũng yêu hết mình đó nha. Ừ, cho nên là đây cô gái ngồi dưới kia chắc chắn là sẽ không thả con mình ra đâu. Dạ. Đó, hay mời luôn hai mẹ con đóng phim luôn, làm sản xuất phim luôn ở thành phố Cần Thơ. Biết đâu em lập, anh nói cái này thật nha, biết đâu anh lập một hãng phim tại đúng thành phố Cần Thơ, cũng là thành phố trung ương vậy. Dạ. Mà ở đó điện ảnh cũng đang phát triển luôn, bởi vì thật ra mà nói thì anh là cái người làm điện ảnh, anh là người quản lý điện ảnh. Dạ. Nói không phải khoe, anh hiện nay là phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Dạ, em biết. Đang hướng về miền Tây. Dạ. Đang hướng về một cái cửa ngõ của thành phố nơi đồng bằng sông Cửu Long đó. Dạ. Thành ra cố gắng biết đâu được em sẽ thành lập cái hãng phim ở dưới để phát triển thị trường điện ảnh đó. Biết đâu em là một trong những người có thể vực dậy với điện ảnh nước nhà. Dạ. Đó. Cái này là tầm nhìn là tới 2025 đó em. Dạ. Dạ. Rồi vấn đề là quan trọng, em làm sao để bạn gái tin tưởng là mình có đúng thể rồi ở Cần Thơ hay hướng về Cần Thơ gì đó. Ví dụ như vậy. Thay đổi chiến lược liền em. Chiến lược, chúng ta phải nương theo gió thôi. Đúng, phải thay đổi chiến lược liền. Dạ. Anh cũng chia sẻ thật với em, với cô luôn. Anh là con người nói nhiều thật, nhưng chưa bao giờ nói xạo. Anh nói cái gì ra nó luôn luôn là ở trong của anh nói ra. Thật ra cái này em có muốn anh về Cần Thơ sống với em ở đó không? Về tương lai xa. Ý định của em thì cũng muốn ở Cần Thơ. Tức là giờ em muốn làm sao? Em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn phát triển sự nghiệp ở Cần Thơ, ở tại quê nhà, ở gần mẹ, hay là em muốn đi theo chồng? Dạ, em muốn ở gần ba mẹ. Đó, rất rõ ràng. Thật ra thì chỉ có con một mà. Dạ. Đúng không? Rồi. Với lại thế này nè, mẹ của em gái cũng nên suy nghĩ đi, bởi vì ba mẹ cũng còn rất là trẻ luôn. Có thể chúng ta đi lên đi xuống thành phố Hồ Chí Minh, có thể xa con gái, nhưng nếu sự nghiệp con gái thành đạt đó thì cũng là một cái mà điều mà chúng ta mong ước. Trên thị trường điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thị trường làm đẹp thành phố Hồ Chí Minh cũng thị trường rất là lớn. Nếu như có khả năng phát triển thì chúng ta vẫn có thể thử thành phố Hồ Chí Minh thế nào.